Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào trận đấu tiếp theo ở SEA Games 30, U22 Việt Nam đã tự tin hơn rất nhiều bởi đối thủ là U22 Singapore đã lộ diện là một đội bóng không quá mạnh khi liên tiếp thua trắng U22 Indonesia với tỷ số 0-2, thua U22 Thái Lan với tỷ số 0-3 sau khi thủ hòa với U22 Lào với tỷ số 0-0 ở trong trận ra quân. Những gì diễn ra ở trên sân đấu đã cho thấy đội bóng này thi đấu khá đơn điệu và thiếu một chân chuyền bóng sắc sảo và phụ thuộc quá nhiều vào anh em nhà Fandi Ahmad. Việc giành 3 điểm ở trận đấu này rõ ràng là một nhiệm vụ khả thi với U22 Việt Nam và khi đó thì chúng ta sẽ dễ đá hơn rất nhiều khi mà đụng độ với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng, bởi chỉ cần hòa thôi cũng đủ để đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, ở một giải đấu đã xuất hiện nhiều bất ngờ như là SEA Games 30, cẩn trọng không bao giờ là thừa. Trước trận đấu này, khá nhiều người cũng chung quan điểm là không chỉ có trận đấu với Thái Lan sẽ rất khó khăn, mà kể cả trận đấu với Singapore cũng không hề dễ dàng nếu như chúng ta không chơi với một đội hình mạnh nhất. Đối thủ hoàn toàn có thể gây ra cho chúng ta rất nhiều khó khăn, bởi từ trước tới nay thì Singapore luôn là khắc tinh của chúng ta. Lối đá và sở trường của họ thường xoáy vào điểm yếu của chúng ta, cho nên là nếu như đá với tinh thần không phải là cao nhất và sự chuẩn bị tốt nhất thì chúng ta hoàn toàn có thể mất điểm ở trận đấu đó. Và chúng ta sẽ gặp khó khăn ở trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy, trước mắt các cầu thủ đều là những trận chung kết. Kể từ khi gắn bó với bóng đá Việt Nam từ tháng 11 năm 2017, trận gặp U22 Singapore chiều nay chính là trận đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo đương đầu với bóng đá nước này. Ở AFF Cup 2018, Singapore không cùng bảng với đội tuyển Việt Nam và đội bóng này cũng bị loại ngay ở vòng bảng, còn đội tuyển Việt Nam thì lại giành chức vô địch. Còn ở tại vòng loại U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Singapore cũng đã bị loại. Trong lịch sử bóng đá SEA Games tính từ năm 1977 đến nay, Singapore cũng chỉ một lần giành ngôi Á quân tại SEA Games vào năm 1983 ở trên sân nhà, còn lại là 5 lần giành huy chương đồng. Đáng chú ý nhất là kỳ SEA Games năm 2007 tổ chức ở tại Thái Lan, đội tuyển Singapore và Việt Nam cùng bảng B. Ở trận vòng bảng, Singapore thắng 3-2 rồi thắng tiếp Việt Nam ở trận tranh huy chương đồng với tỷ số 5-0. Lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 2013, U22 Việt Nam cũng bị U22 Singapore đánh bại với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong khi bóng đá Việt Nam có bước nhảy vọt ở khu vực, thì bóng đá Singapore dường như đang khựng lại. Còn ở tại SEA Games 30, Singapore và Việt Nam cùng bảng đấu. Trong khi U22 Việt Nam thắng cả 3 trận với hiệu số rất cao, thì U22 Singapore vẫn lận đận ở vị trí thứ 5 sau Lào và trên Brunei nhưng chưa ghi được bàn thắng nào. Dù vậy vẫn không thể đánh giá thấp U22 Singapore. Mưa bão cũng đã khiến cho không ít người hâm mộ lo lắng và ái ngại bởi Singapore tinh thần đang thi đấu cũng rất tốt và họ có biệt tài chơi bóng bổng và có tiền đạo số 9 khá nguy hiểm. Để giảm tải cho áp lực trong cuộc đối đầu với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm hướng tới một trận thắng đậm trước U22 Singapore, qua đó giúp cho U22 Việt Nam tiến gần hơn tới cánh cửa bán kết ở tại bảng B. Trong trận đấu đầy quyết tâm như vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận đấu với U22 Indonesia. Thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Hùng Dũng và tiền đạo Tiến Linh đã ngồi ghế dự bị, nhường chỗ cho thủ môn Văn Toản, tiền vệ Thanh Sơn và Triệu Việt Hưng cùng với tiền đạo Đức Trinh. Trong khi đó, Singapore cũng đã thay đổi 3 vị trí so với trận đấu trước và ảnh hưởng của trận mưa bão trước đó đã không làm giảm đi độ nóng của màn đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore. Trước cuộc đụng độ ở trên sân vận động Rizal Memorial, không mấy ai tin rằng U22 Singapore có thể làm khó được U22 Việt Nam bởi họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng sau 3 trận đầu tiên và cũng đã chính thức bị loại với chỉ một điểm giành được. Tuy nhiên, trên thực tế thì không hề cho thấy đây là một đối thủ dễ chơi cho binh đoàn Rồng Vàng. Bước vào trận đấu, sau những phút thăm dò đầu tiên, các cầu thủ U22 Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ để tìm kiếm bàn thắng sớm. Nhưng lối chơi mạnh mẽ và quyết liệt của U22 Singapore, U22 Việt Nam đã cho thấy sự lúng túng và rơi vào bế tắc. Đội bóng đến từ quốc đảo Sư Tử đã bất ngờ gây ra quá nhiều khó khăn cho đại diện được đánh giá là mạnh nhất bảng B khi mà họ chơi sòng phẳng trong 45 phút đầu tiên và tiếp tục thể hiện điều đó sau giờ nghỉ. Họ ra sân thi đấu cứ như thể là muốn giành vé vào vòng bán kết vậy. Các cầu thủ Singapore đang cho thấy sự khó chịu của mình với lối chơi quyết liệt trong từng pha bóng. Tuy vậy, U22 Việt Nam chưa bao giờ đánh mất đi bản lĩnh nếu như phải rơi vào hoàn cảnh không như ý.
Nhưng cũng phải đến tận phút thứ 85 của trận đấu thì tiền đạo Hà Đức Chinh mới giúp cho binh đoàn Rồng Vàng xé lưới đối thủ sau một tình huống phạt góc ở bên cánh phải. Trên thực tế, công lớn trong bàn mở tỷ số này phải kể đến pha bật lên của cầu thủ cao nhất đội tuyển U22 Việt Nam là Đoàn Văn Hậu ở phía cột xa trước đó. Chứng kiến bàn thắng vô cùng quan trọng giúp cho U22 Việt Nam sở hữu cơ hội lọt vào vòng bán kết, các bình luận viên ở trên sóng truyền hình cũng đã phải lên tiếng rằng đó là pha lập công thứ 5 của Hà Đức Chinh ở SEA Games năm nay và đây cũng là lần thứ 4 anh không chiến thành bàn. Pha mở điểm này vô cùng quan trọng vì chiến thắng sẽ giúp cho U22 Việt Nam dễ đá hơn ở lượt cuối gặp U22 Thái Lan. Bàn thắng này rất đúng bài bởi nó là một quả treo bóng vào cột xa cho cầu thủ cao 1m85 của chúng ta làm tường, đưa bóng vào phía bên trong. Pha bóng thứ hai thì được thực hiện một cách tuyệt vời. Có thể thấy là suốt cả trận U22 Singapore đã gây ra nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam trong điều kiện trời mưa, sân trơn bóng ướt. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã chỉ đạo các học trò là dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Nhưng hàng thủ của U22 Singapore tiếp tục cho thấy sự lì đòn đáng kinh ngạc, bất chấp rằng U22 Việt Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, khiến cho U22 Singapore phải chống đỡ vất vả. Và phải nhờ tới pha lập công của Đức Chinh ở những phút cuối thì U22 Việt Nam mới có được 3 điểm. Chiến thắng này cho thấy bản lĩnh của U22 Việt Nam và ngược lại là lối đá phòng ngự tiêu cực của U22 Singapore. Nhiều thời điểm U22 Singapore gần như là lùi sâu toàn bộ đội hình về phần sân nhà để nuôi hy vọng giành được một điểm trước U22 Việt Nam. Thậm chí U22 Singapore đã có tình huống điên rồ khi xuất hiện tới 10 cầu thủ án ngữ trước khung thành của đội nhà. Dù vậy thì U22 Singapore vẫn chẳng thể ngăn cản được U22 Việt Nam ghi bàn ở trận đấu này. Đây không phải là lần đầu tiên U22 Việt Nam đối mặt với những tình huống phòng ngự kín kẽ. Trước đó U22 Việt Nam cũng đã gặp phải tình cảnh tương tự khi đối đầu với U22 Indonesia. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những lời chia sẻ rằng đối thủ U22 Singapore hôm nay thật sự là khó chơi. Chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức và tới tận những phút cuối cùng mới có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi cũng không quá vui bởi vì phía trước là trận đấu với U22 Thái Lan. Chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này vào ngày 5 tháng 12. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá về trận đấu là hiệp 1 rất khó khăn, cầu thủ của tôi bị căng cứng. Trong giờ giải lao tôi đã nói với các học trò là phải bình tĩnh, đừng để stress và chúng tôi đã chơi tốt hơn. Tôi luôn muốn ghi bàn và thắng dễ nhưng đối thủ hôm nay không hề dễ chơi một chút nào. Hiện giờ tôi cũng chưa rõ chấn thương của Quang Hải ra sao. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Singapore cũng có những chia sẻ của riêng mình là tất nhiên tôi cảm thấy tiếc, Việt Nam quả là một đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ rất tốt nhưng hôm nay chúng tôi cũng chơi rất hay. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được nó và hôm nay chính là trận đấu hay nhất của đội chúng tôi từ đầu giải tới giờ mặc dù thua trận. Nhìn từ đầu giải đấu tới giờ, người ta có thể nhận thấy rằng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang có được một lịch thi đấu khá thuận lợi, đi từ dễ đến khó khi mà lần lượt đi dạo trước Brunei và Lào rồi mới so kè với U22 Indonesia và hôm nay là U22 Singapore. Nếu như U22 Indonesia buộc chúng ta phải dè chừng bởi họ đã tạo ra được ấn tượng mạnh vì đánh gục được U22 Thái Lan ngay ngày ra quân thì U22 Singapore lại là một cơn đau đầu mà thầy Park cũng khó lường được. Khó lường bởi trước khi gặp U22 Việt Nam hôm nay, Singapore chẳng để lại một ấn tượng gì ngoài việc chuẩn bị xách vali về nước. Chiến thắng chính là điều mà người hâm mộ và giới truyền thông nước nhà tiên liệu trước khi mà U22 Việt Nam ra sân gặp Singapore. Nhưng điều gì đã xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo? U22 Việt Nam đã có 45 phút đầu quả là khó khăn và khó hơn cả trận gặp U22 Indonesia khi mà cả hiệp đấu, đội quân của thầy Park đã không tạo ra được một tình huống nguy hiểm nào về phía khung thành của đối phương. Bất kể việc không còn cơ hội, nhưng người Singapore đã cho thấy là họ vẫn nghiên cứu rất kỹ về U22 Việt Nam. Rõ ràng là họ muốn cho dù có rời cuộc chơi đi chăng nữa thì vẫn có thể tự hào để làm khó dễ, thậm chí là đẩy U22 Việt Nam, một ứng cử viên vô địch vào tình thế nguy hiểm. Và sẽ là nguy hiểm thực sự nếu như U22 Singapore buộc U22 Việt Nam phải chia điểm ở trong trận đấu tối ngày hôm nay. Tình thế đó sẽ đẩy thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đến cuộc chiến sống còn với người Thái, đối thủ cũng vừa mới thoát hiểm nhọc nhằn trước U22 Lào nhờ hai bàn thắng vào cuối trận. Nhưng ở trong trận đấu này cũng phải kể đến là trong 45 phút đầu tiên, U22 Việt Nam còn thực hiện một sự thay đổi người ngoài ý muốn từ rất sớm, đó chính là quân át chủ bài, đội trưởng Nguyễn Quang Hải ở ngay phút thứ 23 của trận đấu sau tình huống tiền vệ số 19 bị đau ở trước đó. Thêm một điều khác nữa mà biểu lộ của huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói thay tất cả, ấy là sự cứng nhắc của trọng tài người COS khi không cho U22 Việt Nam hưởng quả phạt góc cuối hiệp mà thổi còi nghỉ giải lao luôn.
trời đã tạnh cơn mưa do ảnh hưởng của bão ở nước chủ nhà Philippines, nhưng phải chăng ông trời không chiều lòng U22 Việt Nam và cả trọng tài cũng có phần o ép? Bất kể những điều gì xảy đến không như ý, nhưng U22 Việt Nam vẫn có một thứ không thay đổi mà thậm chí còn được mài sắc qua mỗi trận, ấy là tinh thần chiến đấu quyết không từ bỏ. Tinh thần ấy, những trái tim nóng hổi ấy một lần nữa lại được đền đáp, được hưởng niềm hạnh phúc của niềm vui chiến thắng. Nhưng thứ vũ khí lợi hại đó không phải tự nhiên mà hóa ra chiến công, nó đã được bậc thầy chiến thuật Park Hang-seo rèn giũa cho các học trò từ rất lâu rồi. Chính ông với cách dùng người kết hợp với tinh thần chiến đấu cao mang tên Việt Nam lại phát huy hiệu quả mỹ mãn, cùng đội bước qua gian nan, thôi thúc tiếp cho mục tiêu chinh phục vàng SEA Games 30. Nếu như ở trận trước, vai người hùng gọi tên Thành Trung và Hoàng Đức, thì tối nay mùng 3 tháng 12, sứ mệnh ấy đã mang tên Hà Đức Chinh với một pha lập công duy nhất ở phút thứ 83 của trận đấu. Thắng 4 trận liên tiếp, vững ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối, rõ ràng U22 Thái Lan hiện đang có 9 điểm của huấn luyện viên người Nhật Akira Nishino có lý do để mất ăn mất ngủ trước trận sống còn với U22 Việt Nam vào lúc 15 giờ ngày mùng 5 tháng 12 tới đây. Và người Thái hãy chờ đấy. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.